Vừa rồi thì em Quân cũng đã chắt ra được một lít mật ong được cô bác này. Màu màu mật ong khoái thì nó sẽ đậm hơn lại cái màu mật ong rừng của bác nhé. Đấy, và cho Lực cũng có in thêm một cái tem của bản em để dán vào đây cô bác nhé. Đấy, mật ong khoái rừng và có những công dụng gì thì cho Lực đều là ghi hết ra đây rồi cô bác. Và nếu mà cô bác nào muốn quan tâm tới mật ong của cháu Lực hoặc là mật ong của em Quân thì có thể là hoặc là cho Lực qua số điện thoại trên màn hình, Lực gửi thêm những cái clip mật ong nguyên chất tới tay cho quý ông bà. Và trước khi mà cho Lực gửi cho các bác thì cho Lực sẽ là dán tem này, xong là cho Lực sẽ cho thêm một cái lớp ni lông, lớp ni lông để cho Lực phủ lên trên, phủ lên trên cái nắp này. Và cho Lực sẽ dùng cái máy khò, các bác để khò lại. Đấy, cháu Lực sẽ dùng cái khò để khò lại, cố định cái nắp nó để cho nó chắc cô bác này. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu cập nhật cái tiến độ mà cháu Lực sẽ lấy vật liệu là đi vào cái nền nhà của ba ông cháu là sẽ như thế nào cô bác nhé. Cái vật liệu thì bây giờ cháu Lực sẽ tập kết ở cái điểm trường này. Cái thước phim hôm trước thì cháu Lực cũng đã ghi hình lên rằng cô bác cũng đã nhắc nhở cháu Lực rằng là tại sao mà đổ cắt xuống thì không có quét dọn cô bác. Thì ở phần phía bên kia thì nó là cái sân người ta đổ bê tông rồi, cho nên là cháu Lực không có quét qua nữa cô bác. Ở phần này thì hôm nọ, phần là phía bên này thì chắc là hôm qua là có thêm những cái lá cây mà rơi xuống cô bác. Hôm qua thì có một cái cơn gió nhưng mà rất là may là nó cũng không mưa cô bác, không có ảnh hưởng tới cái đoạn đường mà đi vào nhà ba ông cháu của bác. Rất là mừng với cô bác khi đến hôm nay thì cảm thấy là ngày thời tiết ngày một là nắng lên rồi cô bác. Và cháu Lực cũng xin được gửi một lời cảm ơn tới tất cả quý ông bà cô chú anh chị đã luôn luôn đóng góp ý kiến và đã luôn luôn nhắc nhở cháu Lực để cho cháu Lực được sửa sai cái bản thân của mình nhiều hơn cô bác ạ. Hôm nay thì anh chở vật liệu của bác thì đang đi lấy xi với lại lấy sắt về, lấy xi với lại lấy gạch cô bác. Còn là sắt thì chắc là anh sẽ chở sâu cô bác ạ. Còn lấy về thì xi thì chắc là cháu Lực sẽ để lên phần phía bên này cô bác đây. Xong thì cháu Lực sẽ làm một cái lán để mấy anh em buổi tối là ngủ đây trong vật liệu ở đây luôn cô bác. Trong vật liệu đến hôm nào mà cháu Lực vận chuyển hết cái phần xi này với lại gạch này với lại sắt này đi vào thì đến lúc đấy thì cháu Lực mới không có trông cô bác. Còn cắt lấy vào thì không có phải trông cô bác, cắt thì không có sợ là bị mất cô bác. Ở đây thì chắc là có một số bạn nhỏ mà ở gần xung quanh cô bác có thể là ra đây chơi cô bác, nhưng mà cháu Lực cũng đã nhắc các bạn rồi, chơi ở đây thì đừng có mà ném cái đất vào. Nếu mà ném đất vào cháu Lực biết thì cháu Lực sẽ đi bảo với phụ huynh của các bạn nhỏ đấy. Cháu Lực cũng đã dặn là rất là kỹ rồi cô bác. Các bạn nhỏ thì không thể thấy những cái đống cát nào thì các bạn nhỏ thì thấy những cái đống cát nào thì hay vào chơi được cô bác. Cái trường hợp này không có thể tránh được, nhưng mà cháu Lực cũng đã nhắc nhở rồi cô bác ạ. Hôm nay thì ba ông cháu chắc là vẫn là cái công việc mà lấy rơm của mình đi vào trong nhà hết mọi cái rồi thì mới ra để chở được cát này cô bác này. Thế ở đây thì cháu Lực cũng đã nói với em Sử với lại ông rồi, trong cái lúc mà quá trình mà làm nhà đấy thì chắc chắn là sẽ bận rộn hơn rất là nhiều. Thì cái khoảng thời gian đấy thì gia đình cũng hỗ trợ cháu Lực một chút để cho cái công việc mà nó được thuận tiện nhiều hơn cô bác này. Thế còn bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị cùng theo dõi hết video ạ.
quãng thời gian mà Tuấn Lực với lại đóng nhậu đi chụp từ hiệp trường đi vào thì bây giờ cũng đã đến đây rồi các bác này. Cái đường bây giờ đi xuống mọi cái đường nó khô ráo thì mình vận chuyển vật liệu vào rất là dễ dàng các bác này. Cái này mà nếu mà sau này mà làm nhà các em dư ra thì đục một cái đường bê tông nhỏ xuống cho các em thì được đi được sẽ rất là dễ dàng luôn cô bác ạ. Bây giờ đây thì phải nói là ở trên vùng cao thì chỗ nào cũng đều là những cái đoạn đường mà đi khó khăn cả thôi cô bác. Nếu mà mình khắc phục những cái khó khăn đấy thì nó đối với mình thì nó rất là dễ dàng cô bác ạ. Nó không có cái vấn đề gì cả. Bây giờ chỉ khác với cái ý chí của mình thôi cô bác. Ý chí của mình càng nghĩ mà khó khăn thì mọi cái công việc mình làm thì nó đều khó khăn cả các bác. Cháu Lực thì cũng mới lập ra kênh thôi các bác. Đến thời điểm hiện tại thì cháu Lực đã ra được hơn là 200 video rồi. Và được gần 4 tháng vừa qua thì cháu Lực cũng rất là cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú anh chị trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng bạn em giúp cho kênh ngày một phát triển hơn và có cái lượng mà người đăng ký nhiều hơn các bác. Trong thời gian tới thì cháu Lực cũng rất là mong sẽ nhận được những cái lượt đăng ký này và cái lượt chia sẻ và những cái lượt đồng hành cùng cô bác anh chị cùng cháu Lực sẽ đi chia sẻ những hoàn cảnh và đi giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh ở trên vùng cao này hơn các bác. Đấy, bây giờ cái nguồn nước ở trên này thì các bác này ngày một cạn đi rồi. Đấy, nó chỉ đến tầm tháng 11 thôi là nó sẽ ngừng chảy luôn các bác. Và đến tận là sang năm sau thì đến tháng 6 thì mới lại chảy nước, lại có nước chảy ra các bác. Đây ở đây thì các bác cũng nhìn thấy là cô có một cô dây rửa rau sao vẫn còn một rất tích rau ở đây này các bác này. Đây đây thì các bác cũng đã được các cô bác anh chị đã đóng góp cho các bác rất là nhiều ý kiến rồi. Phải nói là cái phần nền nhà như này, nền nhà này nếu mà trong thời gian qua không có bác Kim Hoàng này, bác An Phạm này và bà Vương Kim Thanh này và thêm bác Trần Thị Tiên này không có nhắc nhở cho Tuấn Lực gửi cái phần gửi cái tiền để cho Tuấn Lực thuê người ta đào thì không biết là cái nền nào các em là có thiệt, không biết là cái nền nào các em thì đến hôm nay thì có sẽ có được là như thế này không cô bác. Thực ra để mà nói thì cháu Lực thời gian đào được một nửa rồi cô bác, nhưng mà lúc đấy gặp cái nguồn nước ra đây này thì cháu Lực cũng đã dừng lại 2 hôm và cũng được rất là nhiều các ý kiến của quý ông bà, cô chú anh chị và các bác có những kiến thức về xây dựng ấy thì có bảo với Tuấn Lực rằng là cái mạch nước như này thì không có sao cả. Sau này mình đào ra rồi thì mình làm cái rãnh ở chạy ở xung quanh nhà nữa thì nó cũng rất là tốt được các bác. Như ở chỗ này thì sau này sẽ làm cho các em một chỗ để rửa bát này, xong rồi giặt quần áo ở đây. Đến mùa mà có nước ở đây thì mình sẽ tận dụng lại cái nước ở đây để làm luôn các bác. Bây giờ đi xuống thì không biết là có bao cháu thì có ở nhà không có bác. Hôm nay thì là ngày của em Hải, em ấy cũng được nghỉ các bác ơi. Một tí nữa thì cháu được sẽ ghi hình những cái khúc flycam từ trên cao xuống là xem cho tất cả quý ông bà, cô chú anh chị là cũng biết cái nền nhà của các em là như thế nào các bác nhé. To này các bác này. Ở đây thì một cái bạn năm nay cũng được 10 tuổi sao các bác. Hiện tại là đang vác tầm 10 cái bó rơm nhỏ ấy. Hay hôm nay thì các bạn không có đi học thành ra là ở nhà hộ bố mẹ rất là nhiều. Như bây giờ thì nhà của ba ông cháu các bác thì cũng không có ai ở cả. Chắc có khi là đi xuống cái ruộng hết rồi. Hay bây giờ thì cháu Lực sẽ đi xuống cái xem là ba ông cháu đang làm gì ở dưới kia bác. Bây giờ thì nhà ba ông cháu không có ai ở nhà các bác này, đang phơi thóc ở đây. Phơi ở đây thì không có sợ bị mất này các bác này. Nắng đẹp như này thì phơi rất là tốt luôn. Thóc
phơi thì rất là khô luôn, mình sẽ để lâu không có sợ yếm móc của bác. Đấy, năm nay thì có những cái hạt phân bón của bác Kim Hoàng, bác ấy gửi cho ba ông cháu thì năm nay thóc nhà các em rất là năng suất luôn các bác này. Xử rồi, xử đi tên đó bác dơm ấy. Em Hải thì đang xuống dưới kia chăn trâu, còn em Sử thì hôm nay chắc là có thêm một số bạn nữa đi xuống vác hộ dơm các bác. Thì bây giờ thì đi xem Hải là đang ở đâu các bác. Sử ơi, Sử ơi, Sử đâu rồi Hải? Tận dưới kia. Ồ, anh tưởng là ngay đây. Sử thì đi tít xuống ruộng dưới kia các bác này. Vừa rồi thì em Hải có bảo với cháu Lực rằng là em Sử là đang đi tít xuống dưới ruộng kia để em ấy thu dơm, nốt cái phần dơm mà nhà mình còn lại các bác. Hôm qua thì chắc là thu chưa có hết đấy. Thành ra là bây giờ phải thu dơm hết để thì mọi công việc nhà các em rồi thì xong rồi. Thế bây giờ thì ở gần nhà hàng xóm của em Sử ấy các bác thì ai cũng làm xong cái phần ruộng của nhà mình rồi, cho nên là chắc là cháu Lực nghĩ rằng là người ta sẽ rảnh rồi thì người ta sẽ ra hộ em Sử, hộ nhà ba ông cháu nhiều hơn. Hay ở trên cái chỗ khu của nhà em Sử ấy, nếu mà gia đình nào mà có việc ấy thì có người sẽ ra hộ, ra giúp đỡ, bao giờ mà hết cái việc thì thôi cô bác. Hôm nay thì không cho ăn cỏ à? Hôm nay không cho ăn cỏ à? Hôm nay có ai hộ vác dơm không? Có bạn của Sử à? À. Ông đi đâu rồi? Ông cũng đi xuống cái kia hết à? Ờ. À. Mú đâu xong ông đội vào? Văn Lân rồi. Hả? À? Để nhà rồi à? Hôm nay không đi học à? Vừa đi học về. Vừa đi học về á? Dạ. À, hôm nay thứ bảy không học à? Có ạ. Có à? Ôi trời ơi, nào chào các ông bà đi. Cháu xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Hải thì hôm nay thì có... À đây hộ Sử đấy à? Dạ. À Sử đang ở tận đâu ấy? Dưới đây thôi à? À Sử đang thu dơm ở ngay dưới đây thôi cô bác. Thế thì Hải chăn trâu đi nhá. Anh đi xuống xem hộ Sử vác một ít dơm nào. Hôm nay thì có 3-4 thanh niên ra hộ Sử nữa cô bác. Ở trên cái khu vực nhà em Sử ở thì cũng có một số thanh niên là cũng chưa có đi làm ấy cô bác. Thì ở nhà chỉ có là phụ giúp gia đình của mình thôi, cho nên là sẽ ra hộ em Sử là để làm ấy cô bác. Nhà em Sử thì ở chỗ này là không có dùng xe máy để chở được. Ôi à mẹ đi được bắt rồi mẹ. Ở đây thì có một cái cây lúa trái mùa các bác. Lăng áo nào bác? Cái lấy cái lăng áo như thế nào? Ở vùng Phan Long á? Ô, vùng Phan Long đây nào. Đây, hầu như là gia đình nào cũng đang sợ là trời mưa các bác, cho nên là cướp rút là thu hoạch dơm. Ô, thanh niên Sử thì ở đây rồi. Sắp hết rồi Sử ơi. Sắp hết chưa? Sắp hết rồi à? Ở dưới kia thì hết chưa? Dưới kia chưa à? Ồ. Anh chào Sử nhá. Rồi. Ô cái này thì lấy cái dây này ra buộc à? À, cái này là mình làm ở nhà đúng không? Ồ. À, thế hôm nay có hết không? Chắc là hết rồi à? Cháu xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Mú đi đâu rồi sao không đội vào đi làm ấy?
Để mua vướng á. Để mua vướng á? Trời nắng. Anh có mua em à? Sư bảo là đội mũ vướng quá cô bác ạ. Tí vác thì vướng quá. À tí vác thì vướng à? À có nghĩa là mình vác lên đầu thì nó vướng đúng không? À nếu không thì Sử cũng hay đội mũ rất là nhiều này cô bác này. Mỗi lần vác thì vác được bao nhiêu bó? 12 bó. 12 á? À. Ui rồi 12 bó rơm này á? Vâng. Ui rồi mỗi lần vác thì bảo là vác được 12 bó rơm này cô bác này. Thôi ở dưới kia ném lên. Ôi. Ở dưới kia ném lên nhá, anh ném lên trên đấy. Ôi ông ấy đang làm ở dưới kia à? Vâng. Có vẻ như là bây giờ có gió rất là nhiều các bác. Anh thu hoạch thóc xong thì lại đến thu hoạch cái bó rơm này. Vứt lên đây đâu. Ôi, ây, rồi. Bây giờ thì sửa ném lên đây nhá, sau này ném lên đây không, tí mình lại ném lên trên sau. Vâng. Ôi, còn đến à? Không đến à, không đến thì đây. Ném không phải. Được chưa? Được. Đến tận đâu rồi? Có khi tối mai anh em mình phải ra bên kia làm lán ngủ ấy. Bây giờ thu hoạch rơm xong thì cũng không có làm gì nữa nhở. Vâng. Hay Sử thì đến mùa này thu hoạch rơm thóc xong mọi cái rồi thì những cái năm trước thì em mới hay đi rừng các cô bác. Nhưng mà đến thời điểm năm nay thì chắc là em không có đi được nữa rồi. Hay tại vì là nhà của em mới chuẩn bị làm nhà ấy cô bác. Thì cô bác không có biết rồi. Hay thời tiết thời gian này thì rất là nắng luôn các bác này, rất là ủng hộ để cháu được vận chuyển vật liệu được vào. Ném lên trên đấy không? Để đây thôi ạ. Để đây luôn không? Tí mình vác ở trên đấy đi luôn đúng không? Vâng. Nhà Sử đi ruộng Sử năm nay có để ai làm không? Hả? Ruộng Sử năm nay có để ai làm không? Có ạ. Có á? Vâng. À là cho người ta làm một tí à? Vâng. À năm nay thì ruộng nhà của Sử ấy, các bác thì có cho nhà chú của Sử làm một ít. Làm được bao nhiêu bao? Hả? Được bao nhiêu bao? Để 5-6 bao thôi ạ. 5-6 bao thôi à? À. Thế ông thì đang rất là chịu khó này các bác này. Ở dưới kia buộc những cái bó rơm vào, xong làm một tí để các cháu vác rơm lên. Hôm nay có nhiều người hộ không? À? Hôm nay có nhiều người hộ không? Thuê thôi ạ. Thuê á? À Sử thì hôm nay thuê các thanh niên là để vác rơm của bác chứ không phải là hộ đâu. Thuê thì một ngày thuê bao tiền? Chỉ có một ngày thôi. Hả? Thuê nó vác một cái 2.000. Một cái 2.000 à? Một bó đấy là 2.000 à? À cái tiền thì ông nọ bán tạm gửi cho thì vẫn còn à? Hay Sử thì hôm nọ bán Phạm cũng có gửi tiền cho các em ấy cô bác. Gửi cho là 100 đô tương đương tiền Việt là 2.430.000. Hay thì em ấy cũng có chắc là thời gian này làm cũng hơi mệt đấy cô bác, thì thấy ra là em cũng có là lấy thuê luôn cái phần này, cái khoản này thì ban Phạm cũng có dặn cho cháu Lực nhắc cho em Sử là dùng để thuê rồi. Ở dưới kia thì sắp hết chưa? Dưới kia sắp hết rồi. Dưới kia sắp hết à? À là mình chỉ buộc thôi đúng không? Vâng. Tí để cho người ta vác đúng không? Vâng. Mình vác được bác nào thì mình vác được bó nào thì bó đấy đúng không? Ở dưới chỗ ông thì còn là... Ôi hết rồi gì nữa? Hết rồi. Thế hôm nay là hết rồi nhỉ? Vâng. Thế ngày mai là thoải mái rồi đấy. Ngày mai thì đi chợ phiên nhá. Vâng. Ngày mai đi... Cả ông đi chợ phiên, anh em mình đi chợ phiên một bữa nhá. Vâng. Xuống bên đấy thì điện thoại cho anh nhá. Vâng.
Mai là anh đưa em đi mua thêm một chút gà nữa nhé. Vừa đi mua gà này xong lại vừa đưa ba con cháu là đi chợ phiên thêm một lần nữa. Chuyện rồi. Đợi ông á? Lấy cái Hả? giày kia À, bộ đó. à. Lấy buộc luôn à? Vâng. Dây buộc luôn à? Vâng. Cái buộc cái này thì vác được bao nhiêu bó? Đấy, và ở trên kia là 12 bó ấy. 12 bó á? 12 bó cũng căng phết đấy nhỉ, xử ơi. Ừ, nhưng mà không có bao, có mỗi một cái bao thôi nhỉ? Thì anh ra mấy cái này. Thế tí để anh vác hai cái thôi. Ở đây thì là mỗi bó là 2.000 đấy à? À, ở đây thì xử thuê các thanh niên cái vác của bác này, mỗi bó như này thì là 2.000 đấy, 2.000 là lên dốc của bác, lên tít tận cái chỗ đằng sau mà cây sau mọc của bác này. Ở dưới kia thì còn xa hơn, nếu ở dưới kia xa hơn thì bó bao bao tiền? Vẫn 2.000. Vẫn 2.000 à? À, xa gần là 2.000 hết à? À, người xa gần là 2.000 hết cô bác ạ. Ở xung quanh gần nhà này thì những cái chỗ gần thì hôm qua thì xử với lại ông với lại cháu Lực cũng đã vác gần hết rồi, bây giờ chỉ có chỗ xa thôi. Cái này thì cháu ăn đi qua Tết luôn nhỉ? Vâng. Cháu ăn qua Tết rồi thì Tết đến mùa xuân đấy các bác, đến mùa xuân thì lại cỏ mọc nhiều, thành ra là không có cho cháu ăn dơm này nữa. Dơm này thì chỉ để mùa đông thôi, dự trữ mùa đông thôi ấy. Hay bây giờ đến mình nuôi cái con vật gì thì cũng phải thế các bác, đến mùa đông thì mình phải túc tắc chuẩn bị thức ăn cho nó rất là nhiều để cho những con gia súc gia cầm mình được ăn qua cái khỏi một cái mùa đông mà lạnh giá như này cô bác. Ở trên sử thì phải nói là nếu mà trâu bò lợn gái cô bác đến mùa đông thì chết, có khi là chết rất là nhiều. Nhà sử thì đã bị năm nào mà trâu chết chưa? Năng sau này chết 2 con rồi. Năm trước à? À, năm trước chết 2 con thì bây giờ mới nhận nuôi 2 con này à? Cái năm trước cô bác do là không may cái thời tiết mà nó rất là lạnh cho nên là 2 con trâu của nhà sử thì cũng đã chết rồi. Đến chết rồi thì đến ông của sử thì mới đi nhận nuôi về 2 con. Ừ dê ông thì vác ba bó cô bác, vác 2 bó đấy. Bây giờ thì buộc xong thì vẫn phải về nhà, là vẫn phải điệu thêm đôi vai của mình thêm 2 bó rơm nữa chứ không phải là về tay không đâu các bác. Ông thì năm nay đã gần là 80 tuổi rồi các bác, nhưng mà rất là may ông còn có một cái sức khỏe mà phải nói là cực kỳ tốt cô bác ạ. Tốt, cực kỳ tốt thì không có tốt được bao nhiêu đâu, bao nhiêu nữa, nhưng mà rất là còn là rất là may cô bác. Ông thì cũng không phải là ông thì bây giờ phải nói là người mà lao động chính ở trong gia đình rồi các bác. Nếu như mà ông và không còn sức khỏe để mà làm nữa thì mọi cái trách nhiệm thì đều dồn lên trên đôi vai của em Sử thôi. Ui vác nhiều, vác vừa vừa thôi Sử ơi, vừa vừa thôi, nhẹ à? Dơm này thì nó bó to được các bác, nhưng mà nó phơi khô lên rồi thì nó cũng rất là nhẹ. Từ từ để anh xoắn xoắn một tí đã, để anh xoắn xoắn một tí đã. Đấy. Ở đây á. Thôi mặc áo dài rồi chứ. Áo thì mình có nhiều mà. Không, theo như anh là anh em mình mỗi người ở bên kéo đi. Ừ. Đây này, anh bấy bỏ ra này. Rồi, mình vặn vặn cho nó một tí này. Đấy, cầm bên này đi. Từ từ anh xoay xoay bên này ạ.
nào đặt đặt ở dưới kia đi. Đấy, lăn 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 đi. Được chưa? Từ từ. Đừng để cho nó vào cái. Đấy, được chưa? Cái bao đâu rồi? Đây. Cái nạn này có mang về không? Nạn này có mang về không? Không mang về à? Để đây luôn à? Cái này gọi là nạt nhá. Bò rơm thì chắc rơi vào tầm là độ tầm 30 kg của bác. Ôi có vẻ lỏng lẻo quá sứ ơi. Được không? Đấy. Chưa đâu. Buộc thêm một dây nữa đi. Lỏng lẻo quá. Hả? Nhưng thấy lỏng 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 chưa? Đây. À để trên nè. Chào cha mấy anh à? Ờ chào cha. Được chưa? Cái dây chào cha. Dây này lỏng rồi. Được không đấy? Không được thì bỏ ra một ít. Về cháu lực thì không có bao tải, cô bác thì cháu lực sẽ điệu điệu hai bó lên thôi. Hai bó này thì cũng tiết kiệm là được 4.000 rồi. Ôi, đây ngồi cho nó mát đi sửa. Ngồi đây mát chưa? Ngồi kia, kia mới mát. Còn thật sự thì không mát hay. Mát không? Thích không? Thích không? Sao về không nổi? Hả? Sao về không nổi hả nhỉ? Vừa nãy làm hơi quá sức không? Vừa nãy hơi nặng không? Không à? Nhưng mà nó cồng cành đúng không? Hay còn là lên dốc thôi cô bác ạ? Ngồi nghỉ mát một chút. Bây giờ thì mình không phải đi vác nữa chứ. Cho người ta vác chứ. Ở dưới kia thì chắc là tầm ba thanh niên kia vác cái là hết rồi nhỉ. Giờ xem nhà Hải sửa đâu nhá.
hôm nọ được nhìn thấy một lần rồi đúng không? Phải lấy cam ấy. Thấy nền nhà của mình không? Có. Thấy nhà, nền nhà mới của mình nhỉ? Vâng. Cho nó cao lên. Thấy xung quanh nhà hàng xóm của nhà mình cũng có rất có đông người đấy nhỉ? Đây này. Vâng. Trên, ở trên nhà của Sử thì có 3 nhà này. Đấy. Ở bên trên là có 3 nhà luôn. Còn trách bên ra bên này 2 nhà nữa. Bên này 2 nhà nữa nhỉ? Ôi đây bên kia có rất nhiều nhà kìa. Vâng. Bây giờ thì ôi kia kìa, có rất là nhiều nhà đấy chứ, đùa đâu rồi nhỉ? Đấy, bây giờ thì xem nhà của Hải Sử nhá. Đấy, thấy ngôi nhà cũ của mình không? Có. Đây. Đấy, bây giờ thì nhìn thấy mấy anh em mình đang ngồi đây không? Đấy. Đấy. Ngôi nhà của mình như này. Anh cho nó lên cao cao xem nhá. Ở đây là hơn 100 mét rồi đấy. Bây giờ anh nhìn xung quanh nhà của Hải Sử nhá. Đấy, sau này mình chặt cái bụi tre này đi một tí này. Thì nó sẽ thoáng cái ngôi nhà của mình đi. Hải nhìn thấy nó đi tận đâu rồi? Hả? Trên kia à? Vẫn nhìn thấy, vẫn nghe thấy tiếng đó nhỉ? Đấy, còn ruộng của nhà Sử thì ở chỗ đây một tí nhà đây này. Chỗ đây một tí nhỉ? Đấy, đây đúng không? Này, cái này mà đi đi chăn trâu rồi nhỉ? Không phải xem trâu đấy nhỉ? Bây giờ xem trâu của Hải Sử nhá, đang ở đâu nhá? Đây kia không phải trâu đúng không? À đây. Ở đây mà, Hải ở đây mà, Hải. Trâu đây kia, 1-2 con đây. Cái mà chăn trâu cũng được ấy nhở? Đi Nam để ăn cái gì thì cũng được. Ôi, được chứ, bây giờ mình mang đi dọa dọa trâu thêm nữa. Cho bay xung quanh Hải nào. Đấy, trâu nhìn thấy nét nhỉ? Đây, trâu sợ không? Trâu này! Trâu này! Sợ đấy! Chạy trâu sợ không hả? Có! Đấy, mang đi đuổi trâu được ấy nhỉ? Một con to, mấy con bé sợ đâu nhỉ? Thanh niên kia vác một chuyến thì xem là được bao nhiêu bó nào. Ném lên luôn à? Thấy ông thì đang ở trên kia xếp này cô bác này. Một này. Hai này. Ba này. Bốn này. Năm. Sáu, bảy, tám, chín, mười. 12 bó, cũng 12 bó như Sử vừa nãy vác ấy. Ôi, cẩn thận đấy à. Hỏi đùa gì đó. Cái này mấy bó ấy? 11 bó. Cái này 21. 21 à? 11 bó.
Thế là mỗi bó là 2.000 đúng không? Thế này anh vác hai, nay anh vác hai bó rồi. Thế cho anh xin 2.000 đi. Đợi tí. Đợi tí. Đợi tí mới cho. À, nói trêu xử thôi cô bác. Đấy còn hôm nay cháu Lực lên thì chỉ có lên là bảo với Hải với Sử với lại ông. Đúng rồi anh à. Hả? À đúng rồi. Hôm nay thì cháu Lực lên thì cái thước phim hôm nay thì cháu Lực lên cũng chỉ là quay lại những cái thước phim, quay lại những cái cuộc sống hàng ngày của ba ông cháu trước khi làm nhà thôi, cho tất cả quý ông bác, cho tất cả quý ông bà của chú anh chị là không biết. Chắc chắn là sau hôm nay thì sẽ không có những công việc mà ra ngoài đồng, ngoài ruộng đâu các bác. Chỉ là ở nhà lấy cỏ này, xấy xong thì Sử thì đến lúc đấy thì sẽ hộ cháu Lực là vận chuyển vật liệu vào ấy các bác. Thế còn là cái thước phim hôm nay chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà con chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào các bác anh chị. Cháu xin chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Cháu Hải chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ.